Đêm, Đậu Phụ Tả Tướng. Kỷ Diện. Đao. Dừng Tay. Đều đến bước này rồi. Bảo ta dừng tay. Khu Địch Quốc Tả Tập Thành, thừa tướng 26 tuổi. Ta còn nghĩ rằng nàng sẽ rất thích đấy. Khu Địch Quốc Tử Nhạc Vũ Cơ 20 tuổi. Vô Liêm Sỉ. Vô Liêm Sỉ đã tiến vào phủ của ta thì phải thuận theo sự Vô Liêm Sỉ này. Hay cho đương đương, ta là thừa tướng một nước, không biết xấu hổ như vậy thật buồn cười. Không biết ta vô sĩ như vậy, Tử Nhạc cô nương đã dẫn vào phủ của ta, đừng nói. Càng nhìn nàng ta càng thấy thích. Ta vào phủ của ngươi, nhưng không có nói sẽ cùng ngươi làm loại giường chiếu này. Đây có lẽ là chuyện tốt. Cô nương xuất thân vũ cơ, lẽ ra phải hiểu hơn ta đi. Ngươi không biết xấu hổ. Đi chết đi. Hai tháng trước, Trà Quán. Bên trên có lệnh để ngươi giả tử hóa thân thành vũ cơ để tiếp thần nhận thừa tướng đương kiều Khu Địch Quốc Tả Tập Thành, phải lấy được danh sách quan viên dưới trướng của hắn ta. Đây là sơ lược tình báo về hắn. Tại sao phải giả thành vũ cơ vậy? Bởi vì thích khách chúng ta đều bị mất tin tức, những thủ đoạn khác cũng vô ích, không thể tiếp cận được với hắn. Vì vậy chỉ có thể đưa ra hạ sách này. Hơn nữa tên Tả Tập Thành này vô cùng háo sắc, ngươi chỉ cần giả vũ cơ tiếp cận hắn, lấy được lòng tin, sau gặp thời cơ liền chọn bản danh sách đó. Sao lại là ta? Ta là thân Nam Nhi, sợ đến lúc đó sẽ dễ dàng bị lộ tẩy. Ngươi là người có năng lực mạnh nhất trong tổ chức, hơn nữa thân thể uyển chuyển, kỹ năng múa lại tốt, cho nên ngươi lựa chọn người chọn chọn ngươi là tốt nhất. Nhiệm vụ lần này gian khổ, ngươi vạn sự phải cẩn thận. Thuộc hạ dễ dốc lòng sẽ dốc lòng hoàn thành. Kinh đô Thẩm Lê Quyển. Vẫn chưa quen thời tiết nóng bức ở kinh đô đi.
tốt hơn nhiều rồi. Cô có thể nói với má má là ta không vấn đề gì rồi. Má má nói cô nương có thể sẽ phải đến múa ở yến tiệc sinh thần của tả thừa tướng, không lẽ lười biếng chậm chạp. Cô nương vẫn là nên tĩnh dưỡng đi. Đúng rồi, tả Thương Đô nghe được tên tả tướng này rất phong luôn, trong phủ còn có cả kỷ viện là thật sao? Chuyện tả tướng phong luôn, người ở kinh đô đều biết, hơn nữa còn quan dâm vô độ luôn ở trong phủ rượu ca kỵ, ngay cả thượng triều cũng không đi. Nhưng y là dưới một người trên ngàn người nên không có ai dám lên tiếng. Ngay cả hoàng thượng cũng phải nhượng bộ mấy phần. Nói vậy ta phải cẩn thận yến tiệc này rồi. Cô nương chỉ là đi múa mà thôi, em không tin tên tả tướng kia đối với nhan sắc xinh đẹp này lại có gì đó không vừa lòng. Người ta có cả một kỷ viện, sao có thể để ta một nhân vật nhỏ này vào mắt chứ. Được rồi, cứ như vậy đã. Ta có chút mệt rồi, cô lui xuống đi. Dân tên tả tộc thần này thật quan nhâm vậy ư? Vì để xác thực tình báo, tối nay vẫn là đi thăm dò một chuyến. Đêm nội phủ tả tướng kỷ diện thừa tướng mau uống đi ha. Mùi rượu nồng quá, còn mùi son phấn nồng nặc nữa, khó ngửi. Thừa tướng xấu quá nha, nên là phải sai mới được đấy. Chúng ta không thật sự là quan đường, thật sự không biết hắn ta thế nào mà làm thừa tướng được. Hắn ta thấy mình ư? Nhưng lại nhanh rời khỏi đây, miễn cho lại xảy ra chuyện. Âm thầm không được, xem ra chỉ có thể nghĩ cách khác. Chủ nhân, hắn ta chạy rồi. Có phải người đuổi không? Không tìm được thứ bọn chúng muốn, chúng nhất định sẽ quay lại. Đúng rồi, Thẩm Lê Quyển bên đó là có chuyện gì? Tú bà ở Thẩm Lê Quyển gì để lấy lòng chủ nhân? Đó đặc biệt mời một vị vũ cơ từ Thương Đô đến để múa chúc mừng ngài.
Vũ cơ từ Thương Đô. Ta nhớ mẹ ruột hoàng thượng đương triều của chúng ta, lệnh Thái Phi cũng từng là vũ cơ đến từ Thương Đô. Đúng vậy, lệnh Thái Phi trước khi nhập cung cũng từng là một vũ cơ có tiếng ở Thương Đô, nhưng sau khi nhập cung liền không dậy nữa. Nhưng mà vị vũ cơ mà Thẩm Lê Quyển mời này không có nổi tiếng như lệnh Thái Phi năm đó. Danh tiếng chỉ là gì? Nói cho cùng, nếu họ có lòng tốt, ta tất nhiên sẽ thu nhận. Dân thuộc hạ lập tức đi điều tra. Lê Quyện, hậu Hoa Viên. Nhìn kìa, đại hồng nhân tới rồi. Các chị tỷ tỷ, Tử Nhạc trước giờ không thể không khỏe nên không thể hỏi thăm các tỷ được. Là Tử Nhạc thất lễ rồi, mong các tỷ tỷ lượng thứ bỏ qua. Không sao, mỗi mỗi có tâm là được rồi. Dù gì cũng là người mà má má bỏ ra số tiền lớn mới mời tôi tới được. Mấy người cũ như chúng tôi sao dám trách cứ chứ? Tỷ đều nói là người cũ, sao còn cùng người mới phân cao thấp? Tử Nhạc muội muội, tính tỷ ấy chỉ nói vậy thôi, muội đừng để trong lòng. Là Tử Nhạc thất lễ trước, tỷ tỷ tức giận cũng là đương nhiên. Vì thế muội mang đến chút lễ vật nhỏ, mong các tỷ nhận cho. Tỷ tỷ đại nhân đại lượng, đừng vì tức giận Tử Nhạc mà tổn hại thân thể. Nhưng nói như vậy, về sau Tử Nhạc ở Thẩm Lê Quyển còn phải nương nhờ các vị tỷ tỷ nhiều. Tử Nhạc muội hiểu chuyện như vậy, tỷ đây sao có thể tính toán gì với muội chứ? Về sau muội có chuyện gì thì cứ trực tiếp tìm ta, lật mặt nhanh thật cả. Tỷ tỷ cũng biết là mấy hôm nữa muội phải vào phủ tướng quân để bố chúc sinh nhật sinh thần cho ngài. Tử Nhạc trong lòng bất an, sẽ gặp tả tướng sẽ thất lễ, cố ý đến để thỉnh giáo các tỷ. Chuyện này muội không cần lo, mặc dù tả tướng kia háo sắc nhưng không phải người tàn bạo gì. Hơn nữa muội muội lớn lên xinh đẹp như này, dù thất lễ em cũng không trách móc. Tả tướng tướng mạo tuấn tú tốt hơn nhiều so với mấy bọn quan béo ú kia, muội tính là may mắn rồi đó. Với cả tả tướng ra tay rất hào phóng nữa. Vậy sao? Hôm đó quả thật nhìn thấy rất tuấn tú nhưng cũng chỉ là đồ háo sắc bỏ đi.
của muội đi múa tặng tạ tướng. Tuyệt đối không được học theo những vũ cơ trước mà tiến vào kỹ diện trong đó. Sao lại nói vậy? Bởi vì kỹ diện đó không phải là một nơi nên vào. Nơi không nên vào. Sao lại nói vậy? Bởi vì chỉ cần bước vào là kỹ diện đó không phải chết ngoài ý muốn mà cũng là kỳ lạ mất tích, còn có người biến thành bộ dạng điên điên khùng khùng nữa. Mỗi đừng không tin, chuyện này do chính Dương quản sự ở hậu viện tả tướng lúc uống say nói ra đấy. Thế mà lại xảy ra loại chuyện này, không lẽ không có người điều tra sao? Cùng với cảnh tối qua, nhìn thấy thì không giống cho lắm. Điều tra cái gì? Đến tả tướng còn chưa nói gì. Những con người thấp bé hèn mọn như chúng ta còn muốn đi đòi chính nghĩa sao? Những người biết chuyện này rất ít, mỗi lần có nói ra ngoài. Hôm nay ta nói cho muội là để nhắc nhở muội cái kỷ diện đó ngàn lần không thể vào. Gì đi nữa thì ta cũng không đi. Mạng vẫn quan trọng hơn vinh hoa phú quý đúng chứ? Thế sao? Không lẽ kỷ diện đó thật sự có vấn đề? Được rồi, dù sao muội muội cũng là người thông minh, tiếc làm gì qua cái phú quý đó để đổ mạng chẳng còn. Dân muội hiểu rồi. Dung dĩ muốn vào cái kỷ diện đó để tiếp cận tả tập thành, nhưng xem ra phải nghĩ cách khác rồi. Đêm phòng tử nhạc, tả tập thành đã phái người đi điều tra thân phận của ngươi rồi. Một vũ cơ nhỏ bé như mình mà hắn cũng phái người đi điều tra sao? Tính cách đa nghi quá rồi. Xem ra lần vào phủ này phải thật cẩn thận. 10 tháng sau. Wow. Hậu viện phủ tạm tước. Thật không ngờ, bên ngoài phủ nhìn thì thâm trầm mà trông lại đẹp như vậy. Tả tướng khai ân cho chúng ta vào cước chắc không phải để tham quan đâu. Mọi việc ổn thỏa rồi chứ, đừng để đến lúc diễn ra lại xảy ra vấn đề. Cô nương người yên tâm, tiểu lang em đây sẽ thấm Lê Quyển, nổi tiếng là làm việc cẩn trọng nhất đó. Chứ không phải là người ăn nhiều nhất sao? Cô nương, sao đến người cũng cười tiếu lang, ăn nhiều là bởi vì em vẫn đang ở trong thời kỳ phát triển mà. Tiểu Lan cẩn thận. Ây vô, đau quá, bóng từ đâu bay tới vậy?
lần, em không sao chứ. Có sao đó, đau quá đi. Đau đến nỗi tối nay em phải ăn nhiều thêm vài vài bát cơm nữa. Được thỏa mãn em luôn. Nàng là vũ cơ, muốn bố tặng ta sao? Nhìn cũng không có gì đặc biệt cả. Tham kiến tạ tướng. Tham kiến tạ tướng. Tạ Tập Thành. Không nghĩ tới lại gặp hắn nhanh tới vậy. Tạ tướng. Không ngờ đôi mắt lại rất đẹp. Ta nói có phải chúng ta gặp nhau ở đâu rồi? Sợ là tả tướng nhận nhầm người rồi. Nô tỳ không nghĩ là mình đã gặp qua tả tướng. Vậy sao? Nhưng ta vẫn cảm thấy là đã gặp ở đâu đó rồi. Trừ khi là ở trong mơ. Tả tướng nói đùa rồi, nô tỳ nào có sức hạnh mà đức hạnh mà để có thể xuất hiện trong giấc mơ của người được. Có lẽ tả tướng nhận nhầm nô tỳ với người con gái khác rồi, có thể lắm. Nàng tên gì? Tử Nhạc. Ngoại hình của Tử Nhạc cô nương có vẻ cao hơn so với những người nữ tử khác. Nô tỳ là người Ấp Quốc. Thân hình của nữ tử Ấp Quốc so với nữ tử khu Định Quốc cao hơn một chút. Cái trước là sẽ nói vậy mà. Thì ra là vậy, quả thật người Ấp Quốc và khu Định Quốc cũng có một số khác biệt. Chủ nhân, Lý đại nhân bọn họ đến rồi. Ừ, ta biết rồi. Tử Nhạc cô nương. Tối gặp lại. Cô nương làm sao bây giờ, hình như tả tướng rất hứng thú với người. Người nói ngại có hay không? Ừ. Điều cười vừa rồi. Có lẽ như rất là mong đợi tối nay. Chủ nhân, hoàng thượng phái người mang quà tới, giống với năm ngoái. Mấy nữ nhân đó, ngài định xử lý thế nào? Có thể xử lý sao nữa, đưa hết tới kỷ viện đi. Nhưng sống hay chết còn phải xem bọn chúng có nghe lời không đã. Dân. Với lại người được khoái đi điều tra thân phận du cơ kia đã quay lại hồi báo.
phát hiện ra cô ta 2 tháng trước được người ấp quốc bán tới thương đô, sau đó được tú bà của Thẩm Lê Quyển mua về. Nói vậy cô ta thực sự là người ấp quốc. Thuộc hạ vẫn chưa xác nhận nhưng thuộc hạ đi cử người đi ấp quốc rồi. Nhất định phải ra tra rõ cho ta. Chúc tả tướng sinh thần vui vẻ. Mọi chuyện được như ước nguyện. Xem ra ánh mắt của tú bà Thẩm Lê Quyển không tệ. Điệu múa có tử nhạc cô nương, tựa tiên nữ hạ phàm, khiến cho ta không thể rời mắt được. Tả tướng quá khen, nô tỳ gánh không nổi. Thật là dễ miệng, nếu là nữ tử bình thường khác, khẳng định là xà vào lòng hắn rồi. Đáng tiếc, mình không phải nữ tử. Tử nhạc, cô nương, tất nhiên là gánh nổi. Hôm nay, ta vui như vậy, tất cả là công lao của cô nương đây. Nói đi, nào muốn được thưởng gì nè? Được tham gia sinh thần của tả tướng là phúc của 3 đời của nô tỳ, nô tỳ nào dám đòi hỏi. Một phần thưởng mà thôi, đòi hỏi gì chứ? Hay là gì, ta gọi người đưa nàng đến nhà kho tự nàng lựa chọn thấy sao? Ta đi nhà kho tùy ý như vậy sao? Người đâu, đưa tử nhạc cô nương đi đến nhà kho, đợi nàng ấy chọn xong thì đưa đến băng tâm đường đợi ta. Mỹ nhân chọn cho tốt, chúng ta gặp lại sau. Băng tâm đường nặng quá, đây là lần đầu tiên tiểu đang nhìn thấy nhiều châu báu như vậy, đấy, thật hạnh phúc. Thật đáng tiếc phải giao hết cho mama, tí nữa chọn vài cái rồi giấu đi đi, ta có thể làm như không thấy. Thật sao? Vậy Tiểu Lan sẽ lấy cô nương nghìn lần đừng nói với mama ha. Cô nương, người nói xem, tả tướng giữ người lại làm gì? Không phải định cho người vào kỹ viện đó chứ? Ai biết được, dù sao thì ta cũng không vào. Các tỷ tỷ đã dặn dò thế rồi, vào giờ vào thì chẳng phải nhảy vào hố lửa sao? Người nói cũng đúng, nhưng tả tướng thật sự là quá phong lưu rồi. Tuổi trẻ lại còn là thừa tướng một nước, chả trách các cô nương khác cứ tự nguyện ở cạnh ngài ấy. Hắn ta thật sự lớn lên tức tài hoa hơn người, còn được hoàng thượng tấn thưởng là anh tài của đất nước. Nhưng tại sao bây giờ lại trở thành phóng đãng như thế này? Đẹp cũng không ăn được. Lại nói nếu muốn leo lên làm phượng hoàng cũng phải xem xứng hay không xứng đã.
Dù sao, hắn ta thế nào cũng không liên quan tới mình. Mình chỉ tới đây để hoàn thành nhiệm vụ mà thôi. Cái gì mà xứng hay không xứng? Tham kiến tạ tướng. Tử nhạc công, nên cũng ngồi đi. Vừa nãy ta nghe được các cô đang nói chuyện, nói cái gì mà xứng với không xứng. À, vừa nãy nói tô nô tỳ chỉ là một vũ cơ nhỏ bé, không biết có xứng đáng được nhận phần thưởng này hay không. Sao lại không xứng? Ta còn thấy nàng lấy ít nữa à. Tả vô, chốc nữa kêu người chuyển thêm mấy rương về thắm Lê Quyện. Dân, đa tạ tả tướng. Thật là phung phí, thưởng cho một vô cơ mà cũng ra tay hào phóng như vậy. Loại người này cũng xứng đáng làm thừa tướng một nước sao? Nếu như mấy người sau hậu viện cũng được giống như Tử Nhạc cô nương đây, hiểu chuyện là thông minh, thì ta nuôi không khuyết công rồi. Nuôi hắn, ta xem có mấy cô gái đó là gia súc sao? Nhưng đáng tiếc bọn họ lại không được như vậy. Gần đây ta nhìn mặt của bọn họ đều thấy buồn nôn. Tử Nhạc, cô nương nói ta nên làm thế nào đây? Nô tỳ không rõ lắm, nô tỳ cảm thấy nếu thật tâm đối đãi thì có lẽ sẽ khác. Thật tâm. Sao tôi phải thật tâm với mấy món đồ chơi đó? Đồ chơi. Tên này thật biết khiến người khác bốc quả mà. Dễ nuôi hơn so với động vật nhỏ, chơi mấy món đồ đó cũng thú vị hơn. Về sự trung thành như chó thì bọn họ không có, nhưng so với mèo thì bọn họ biết lấy lòng của ta hơn. Nhưng ngày nào cũng đem mấy món đồ như vậy dâng lên thì cũng không còn thú vị gì nữa. Đều là một đám định thôi. Nhìn nhiều thật có chút buồn nôn. Cứ tưởng hắn ta chỉ là một tên háo sắc, không ngờ lại khốn kiếp như thế này. Ta không ghét những con người định bợ, nhưng ăn mãi sơn hào hải vị như vậy cũng thỉnh thoảng muốn nếm thử thứ khác. Thứ khác là chi? Nàng nói xem. Dẫu sao thì viện của ta cũng chưa có vô cơ nào như Tử Nhạc cô nương. Nhảy đẹp như vậy, hơn nữa lại xinh đẹp không nói thành lời. Đẹp đến mức khiến cho ta muốn chiêm chiếm hữu nàng. Không biết tại sao ánh mắt của hắn khiến mình có cảm giác như bị nhìn thấu, là cảm giác sai sao? Chiếm hữu. Ý của tạ tướng là muốn nô tỳ vào phủ làm một trong những món đồ chơi của ngài. Mặc dù là đồ chơi nhưng nàng có được sự sủng ái của ta. Phải biết sủng ái của ta rất trân quý đấy. Người khác muốn có cũng không được đâu. Nhưng cuối cùng cũng bị tả tướng dứt bỏ đi. Tên lăng nhăng
cũng gần như thế đó. Nhưng ta có cảm giác nhạc cô nương có thể khiến ta cảm thấy tươi mới lâu đấy. Tên khốn này đem mình thành gì chứ, thịt lợn sao còn cảm giác tươi mới. Có được sự sủng ái của ta, nàng muốn có bao nhiêu vàng bạc châu báu đều được hết. Sao rồi có phải cảm thấy rất vui muốn vào phủ không? Bảo tướng đã nói vậy thì nô tỳ đương nhiên là rất vui. Thế được trả tướng xem trọng như vậy là phần phúc của nô tỳ, nhưng đây là chuyện liên quan đến bản thân nô tỳ. Nô tỳ muốn quay về suy nghĩ cho kỹ đó. Ngài xem được không? Được. Vậy nô tỳ xin cáo lui trước. Tiểu lang chúng ta đi thôi. Vâng. Chủ nhân, nữ tử này thật sự muốn vào phủ sao? Chủ nhân, tả vô ngươi mù rồi sao? Nữ tử ở đâu ra? Hắn ta rõ ràng là một nam nhân. Nam tử. Ta tiếp xúc với nữ tử nhiều rồi, là nam hay nữ nhìn qua là biết rồi. Nam tử này giả nữ để tiếp cận chủ nhân, sợ là cố ý có ý đồ gì đó. Không sao cả, dù sao mấy người sau hậu viện ta cũng chơi chán rồi, bồi hắn ta chơi cũng không thành vấn đề. Vậy bước tiếp theo chúng ta nên làm gì? Tất nhiên để hắn ta dưới thân ta rồi. Cẩn thận mà sủng ai hắn. Thấm Lê Quyển, Phong Tử Nhạc. Hôm qua sau khi rời khỏi tả phủ, mình luôn cảm thấy bất an không yên. Hay là do những lời hôm qua của Tả Tập Thành mới làm cho mình mơ thấy những giấc mộng kỳ quái như vậy? Cô nương, ngươi tỉnh rồi sao? Ma ma có chuyện muốn tìm ngươi. Biết rồi, em chờ ta chút đi. Tiểu Lan, ma ma tìm ta có chuyện. Tử Nhạc cô nương sớm. Tạ tướng, sao ngài lại? Phòng của Tử Nhạc cô nương cũng hơi nhỏ rồi. Thẩm Lê Quyển sao có thể sánh với phủ của tả tướng được? Vậy mà mau đáp ứng ta đi vào phủ, ta sẽ cho nàng căn phòng to nhất có được không? Tả tướng nói đùa rồi, ai hiếm lạ chứ. Tả tướng,
Tôi nhặt con nó. Hôm nay hình như có chút không giống hôm qua. Vậy sao? Chỗ nào không giống chứ? Vì vậy hắn ta nhìn ra rồi ạ. Sao là cảm thấy hôm nay ngực nàng nhỏ đi nhiều rồi. Tên dâm ô này. Hôm qua rõ ràng là to hơn mà. Cũng mềm mại hơn nữa. Nhưng mà hôm nay lại nhỏ đi rất nhiều. Tể tướng à, nó không còn chuyện gì khác, từ từ nhạc cũng không giữ lại nữa. Tình hình buổi sáng đều bị hắn ta khóa hỏng rồi, phiền chết đi được. Nói đùa thôi mà. Tôi hạt cô nó, cho dù tức giận cũng rất xinh đẹp nha. Sao mà có thể đẹp bằng những mỹ nhân ở viện của ngài được? Tôi nhạc cô nên còn chưa vào phủ đã ghen rồi sao? Ta thật có vui nha. Nô tỳ chỉ nói lời thật lòng mà thôi. Nếu nói là ghen thì không bằng nói đây là phản ứng bình thường của người nữ tử đi. Ồ, vậy phải nói như thế nào? Phủ của tả tướng nhiều mỹ nhân như vậy, cho dù bọn họ đối với tả tướng là suy nghĩ gì, rốt cuộc ngài vẫn là chỗ dựa cho bọn họ. Bọn họ tất nhiên là muốn có nhiều sự quan tâm và yêu mến từ ngài. Vì vậy Tử Nhạc cô nương cũng muốn như vậy sao? Muốn có sự quan tâm và yêu mến từ ta. Tử Nhạc có chút lòng tham. Muốn có cả trái tim của tả tướng. Chỉ là không biết tả tướng có cho ta cơ hội hay không. Thì ra Tử Nhạc cô nương đã sớm biết biết nhìn chúng ta. Vì thế nàng bây giờ là đang câu dẫn ta sao? Không thì sao? Tả tướng nó gặp qua vô số mỹ nhân. Tử Nhạc chỉ có mấy mánh khóe đó là tướng chắc cũng không lấy gì làm lạ. Đương nhiên phải xem là người nào đó. Nếu là mấy mánh khóe của Tử Nhạc cô nương thì ta sẽ rất hưởng thụ. Tốt nhất là nhiều hơn một chút. Nô tỳ mặc dù xuất thân không cần, nhưng tả tướng muốn loại hình quyến rũ đó, nô tỳ chắc không thể làm được. Vậy Tử Nhạc cô nương rốt cuộc có muốn vào phủ không đây? Hay là nói Tử Nhạc cô nương đang chơi đùa ta? Nô tỳ nào dám. Nhưng muốn nô tỳ nhập phủ, vậy thì còn phải xem ngài có chuyện nguyện y lấy tâm chân thành của ngài ra không? Tâm chân tình của ta. Tử Nhạc cô nương có phải quên rồi hay không? Ta biết ngài muốn ta làm một món đồ chơi, biết nghe lời, biết nịnh nọt. Nhưng cho dù có làm ngài thích đến thế nào, cuối cùng cũng sẽ có một ngày mới dứt bỏ. Thế không bằng Tử Nhạc tiếp tục ở lại chốn phong trần để còn có thể tự do tự tại. Hơn nữa tả tướng ngài cũng không thiếu một món đồ chơi như nô tỳ, đúng chứ? Nếu đã không lấy được tấm chân tình của tả tướng, vậy nô tỳ vẫn là an tâm ở lại đây thôi.
Nói nhiều như vậy rồi, tả tướng vẫn là mời về chứ. Tướng Nhạc cô nương muốn đến vậy ư? Ta lần đầu tiên có thấy có người thành khẩn muốn tấm chân tình của ta đến vậy. Thành khẩn, mình thành khẩn bao giờ? Nếu Tử Nhạc cô nương đã muốn đến như vậy, vậy ta sẽ chờ đợi bất cứ lúc nào. Tên này đang nói cho mình tha hồ câu dẫn xem. Không, có lẽ hắn vẫn đang thăm dò. Nếu đã vậy, Tử Nhạc cũng không khách khí nữa. Được. Hả tướng, hãy chờ xem nhé. Chân tình của ngài Tử Nhạc nhất định sẽ chinh phục được. Trong xe ngựa, chủ nhân người quyết định mang tên nam giả nữ kia vào sở phủ sao? Tải vô, ngươi nói xem, mang hắn ta vào nội phủ có phải là một chuyện rất thú vị không? Dạ, giống như một con mèo vậy, nhìn thì rất ôn hòa nhưng lại giấu móng vuốt sắc nhọn bên trong đó. Thật ra mong đợi hắn sẽ mang cho ta kinh hỉ gì đây? Mình đã làm gì vậy rồi? Sao lại có thể nói ra những lời bậy bạ như còn không hay hắn ta? Cô nương, người đang nói gì vậy? Từ lúc tả tướng đi rồi vẫn luôn như vậy. Ta cảm thấy ta đã đi vào chỗ cụt mất rồi. Tử Nhạc cô nương, hai người nữa, hai ngày nữa ta sẽ khoái ngựa tới đó. Ai? Chuyện kỳ lạ cứ liên tiếp xảy ra ở kỷ viện mà cả tập thành không có phản ứng gì sao? Còn phải lấy được sự tín nhiệm của hắn, cảm thấy không thuận lợi rồi đây. Đợi một lát nữa, đội mạnh nam nhân đi câu dẫn đội nam nhân. Đây là chuyện gì vậy chứ? Cô nương cười, ý ta là tiêu rồi, quên mất Tiểu Lan còn đây. Đó là người đang hot. Ta tướng là đoạn tụ sao? Để Tiểu Lan đến cạnh cũng là một chuyện tốt. Wow, chỉ trách là tả tướng vẫn mãi không thành thân, quá ra là như vậy. Quá ra ngài ấy lấy kỷ diện làm vật che mắt để cho mọi người không biết mình là đoạn tụ. Tiểu Lan, em đúng là một tiểu thiên tài mà. Hả? Hai ngày sau, phủ tả tướng, ngươi nói gì? Người bên ngoài đều đang rộn rằng là ngài.
đồn ta cái gì. Nó tả tướng thực ra là không được, nói ta không được, sao bọn họ lại biết chuyện này là từ Thẩm Lê Quyển truyền ra. Hơn nữa cái gì, có gì cứ nói thẳng ra, ngươi bị sao vậy hả? Hình như là do một du cơ tên Tử Nhạc truyền ra ngoài. Nghe nói cô ấy sắp vào phủ, tả tướng sẽ không tức giận. Thì ra lãng ta xem nó phải làm cho hắn ta thấy ta rốt cuộc có được hay không. Thống Lê Quyển hậu viện, không ngờ người ma ma vậy mà có bán cô nương này đi rồi. Tên tả tướng kia rốt cuộc đã cho ma ma bao nhiêu tiền cơ chứ, thật tức giận. Tân ở phong trần nào có tư cách làm chủ, khổ cho cô nương một bực khoảng kháng. Những ngày tháng sau này phải làm sao đây, cũng khổ cho em rồi, phải cùng ta vào phủ. Không có gì, Tiểu Lan chỉ là một mua một tặng một mà thôi. Yên tâm, ở cạnh ta nhất định sẽ không có để em chịu khổ. Không vấn đề, cô nương chỉ cần cho ta ăn thêm vài bát cơm là được. Thì ra là vậy à, ở đây à. Tìm nàng nửa ngày rồi, vậy mà lại ở đây trốn việc sao? Không kiến tưởng gia, tên này bị gì vậy? Cứ xuất hiện thất thường trước mặt, trước hắn ta, rảnh lắm sao? Tử Nhạc cô nương, nghe nói nàng bảo với người khác là ta không được. Ta không có, sao nô tỳ biết được chứ? Nhưng ta lại nghe nói là từ chỗ Tử Nhạc cô nương truyền ra, nói là ta bị đoạn tụ. Từ chỗ ta còn là đoạn tụ, tiểu nha đầu kia nói ra sao? À, cái này nô tỳ cũng không rõ lắm. Có phải là vậy, hãy để bản thân tự trải nghiệm đi. Gì cơ? Tự mình trải nghiệm. Rốt cuộc ngày rốt cuộc muốn làm cái gì? Tất nhiên là đưa nàng về phủ. Đó là tả tướng sao? Đây là đạt được một mỹ nhân sao? Cơm gà. Sao nào? Thế này cũng đã đủ thành thân thành tâm chưa? Tả tướng, ta thấy thế này không hay vô lắm. Tên điên này, giữa thanh thiên hoạch nhật ôm mình, ngươi không cần mặt mũi nhưng ta thì có đó. Không thì là bị nói là đoạn tụ, hoặc là không lên được. Cũng là nói là ngươi không lên được, nhìn ta mà nói làm gì vậy chứ. Nhưng mà Tử Nhạc cô nương nhìn gầy yếu vậy, không nghĩ tới lại rất nặng nha. Bỏ ta xuống ngay, nói đùa thôi mà, đừng tức giận, mau thả ta xuống. Nói đùa cái đầu ngươi, mỗi ngày ta đều ăn không no, còn có năng lực tức chết. Đây là lần đầu tiên thấy tả tướng ôm một nữ tử đấy, không phải nói là đoạn tụ sao?
Đường hôm như thế này nó loạn loạn tụ cái quái gì chứ, kỷ diện. Không phải chứ, thật sự làm sao? Chờ chờ chút, không được, mình là nam nhân mà. Không phải chứ, thế nào muốn thử chút chứ, xích chút nữa là bị hắn ta tóm tới tay rồi, sẽ không bị bại lộ thân phận đó chứ. Từ nhạc cũng có một cái miệng tốt đấy, cắn người cũng thật đau. Vậy phải trách ta tưởng nè, sao lại tất trách ta. Dù sao Tử Nhạc cô nương cũng phải hiểu chuyện này hơn ta chứ. Còn không phải tả tướng đột ngột bổ nhào qua đây sao? Y như một con chó nhìn thấy xương vậy hả? Thì ra là lỗi của ta sao? Nô tỳ trước nay chưa từng làm qua loại chuyện này, tả tướng không biết thương hoa tiếc ngọc sao? Nhưng tại sao Tử Nhạc cô nương là cự tuyệt cùng ta tiếp xúc đến như vậy, chẳng lẽ có điều gì giấu giếm sao? Nó phản kháng bị hoài nghi vậy thì không quan tâm nữa. Nếu muốn lấy được lòng tin của hắn là phải chủ động xuất kích mới được. Nào có chuyện giấu giếm gì chứ, nô tỳ chỉ là đang chơi đùa với tả tướng mà thôi. Ồ, chơi đùa sao? Nếu để cho ngài nếm nếm được vị ngọt sớm như vậy, không phải sẽ rất nhanh chán sao? Nô tỳ đã vào phủ của ngài thì sớm đã là người của ngài rồi. Tả tướng gấp gáp gì chứ? Thì ra nàng là đang chơi đuổi bắt sao? Vậy ta sẽ chơi cùng nàng, nhưng mà đừng để ta đợi quá lâu. Đàn ông mà, nàng hiểu chứ? Tất nhiên nô tỳ đã biết, hiểu cái cức sao phải hiểu loại người háo sắc như ngươi chứ. Vậy giờ chúng ta ngủ đi. Ngủ sao? Tôi tưởng không phải vừa nói, nàng không thể để ta chạm còn không cho ta ôm sao? Thật là quá đáng lắm đó. Này nũng nịu gì vậy chứ? Ta sẽ không làm gì cả, nàng yên tâm. Rõ ràng ngày giờ mới đề ta, giả giờ quân tử gì chứ? Ngủ thật là sao? Hai người đàn ông ôm nhau ngủ chuyện quái gì đây trời? Vậy là lại ngủ quên mất rồi, loại chuyện này là lần đầu tiên. Cho dù có là nam giả thành đi nữa thì cũng rất đẹp. Thật không hiểu nổi đối phương sao lại khoác ra một người đàn ông đi cơ chứ, là ngu ngốc hay là cố ý?
Nghe nói hai người đàn ông cũng có thể cái kia, có chút tò mò à. Mình đây bị sao vậy? Sao lại nghĩ mấy chuyện đó? Mặc kệ thế nào, hắn vẫn là phần tử nguy hiểm, phải để phòng đề phòng mới đúng. Hắn thật sự không làm gì sao?